Những ngày này, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Phần nhiều trong số so họ đều mang tâm lý, hồi hộp, náo nước, lo lắng cho kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Trong hơn 1 triệu thí sinh, đương nhiên có không ít các vận động viên thể thao. Giải bóng truyền với địch quốc gia năm nay đang diễn ra tại Ninh Bình và Vĩnh Phúc, trùng hợp với kỳ thi của cả nước. Vậy các vận động viên trẻ của chúng ta sẽ thi tốt nghiệp như thế nào khi thời gian thi đấu lại có sự trùng lập như vậy? Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7, dành cho những thí sinh chủ yếu sinh năm 2004. Và những vận động viên như Nguyễn Thị Trà My của VTV Huỳnh Điền Long An, hay một số phương án dự phòng khác của các đội như Nguyễn Phương Nguyễn Anh của Thanh Quảng Ninh, hay Đào Linh Linh của Bộ Tư lệnh Thông tin đều thuộc diện tham dự kỳ thi này. Nếu vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp, vừa dự giải vô địch quốc gia, thì là một việc làm không thể với các vận động viên. Vì trên thực tế, để có được phong độ tốt nhất, thì không có chuyện những trà mì hay đào linh linh cứ thi đấu vài ngày rồi lại nghỉ để ôn bài vài ngày được. Để đảm bảo quyền lợi cho vận động viên, trên thực tế các đội bóng và địa phương đã lên phương án thống nhất từ trước. Theo tìm hiểu, những vận động viên như trà mì của Long An hay nhiều vận động viên bóng truyền theo câu lạc bộ đi dự giải vô địch quốc gia sẽ được địa phương tạo điều kiện không phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Vì vậy, người hâm mộ và các cầu thủ hoàn toàn có thể yên tâm về việc tranh tài ở các giải đấu thể thao vừa đảm bảo quyền lợi trên con đường học vấn. Vậy ngoài các vận động viên bóng truyền đang tham dự giải vô địch quốc gia thì các vận động viên khác sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào? Theo khoản 2 điều năm nghị định 36 2019 của chính phủ cũng đề cập rất cụ thể như sau, trường hợp vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế. Hiện tại, thể thao Việt Nam đang có rất nhiều tài năng trẻ sinh từ năm 2003 trở về sau. Chúng ta có thể điểm qua những Trần Hưng Nguyên ở môn bơi lội, Hoàng Thị Mỹ Tâm ở karate, Phí Phương Thảo ở môn bắn súng. Đây là nhóm vận động viên đang ở độ tuổi được đầu tư để phát triển bức tốc thành tích trong thể thao đỉnh cao. Nhưng họ cũng sẽ phải dành nhiều thời gian để trên con đường học tập của mình. Còn nhớ không ít lần, các vận động viên thể thao Việt Nam đã khổ sở vì các kỳ thi họ không thể tham dự vì vướng thi đấu. Năm 2019, kỳ thủ tiềm năng nhất của cờ vua Việt Nam trong nhiều năm qua là Nguyễn Anh Khôi, đã phải bỏ lỡ kỳ thi dù vô địch giải cầu vua toàn quốc. Hệ quả, anh Khôi phải lao vào học tập để chuẩn bị thi lại. Chính vì vậy, việc được hỗ trợ, ưu đãi, đặc cách với các vận động viên khi vừa làm cả hai nhiệm vụ, thi đấu thể thao và học văn hóa sẽ giúp họ thuận lợi hơn trên con đường sự nghiệp của mình.